Today's A Journey Through Aesthetic Grams will be presented in Aulacese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Âu Lạc, Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa, đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc. Những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, chiêng, khèn. Âu Lạc cũng là một quốc gia có khoảng 54 dân tộc khác nhau. Chẳng hạn, miền Bắc có người Thái, Giao, Mường ở cao nguyên Sapa. Miền Trung có người Gia Rai, Ê Đê ở Tây Nguyên và người Chăm sinh sống ở đồng bằng ven biển. Kho tàng âm nhạc của các dân tộc thiểu số Âu Lạc cũng rất đặc sắc. Vào tháng 11 năm 2005, âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể của thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đến quý vị về giai điệu và vũ khúc của một số dân tộc anh em tại xứ sở Âu Lạc. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị thưởng thức một bản hòa tấu theo làn điệu Tây Nguyên miền Trung Âu Lạc dựa trên nhạc phẩm Mơ Chiều của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Âm hưởng dân ca kết hợp với nhạc cụ cồng chiêng Tây Nguyên cùng đàn tơ rưng và sáo mang đến cho Mơ Chiều một sức cuốn hút mới lạ, ru hồn người vào khung cảnh kỳ diệu của núi rừng, hoa cỏ và mây nước. Kính mời quý vị thưởng thức qua phần trình bày của ban nhạc dân tộc phương Nam. Thank you.
ẩn hiện trong thị trấn nhỏ Sapa mênh mang sương trắng và lãng đãng mây ngàn, là những thiếu nữ, thanh niên người Dao trong đêm hát giao duyên, giặt dìu như huyền thoại với những điệu múa mang âm hưởng núi rừng bạt ngàn hùng vĩ, song vô cùng gần gũi thiết tha. Động tác múa uyển chuyển, chuyên chở khát vọng về một cuộc đời ấm no, hạnh phúc, hài hòa với thiên nhiên. Kính mời quý vị cùng làm quen với đồng bào dân tộc Dao qua vũ khúc Âm vang núi rừng do đoàn múa Hàm rồng Sapa trình diễn. Sau mỗi mùa gặt, người dân Tây Nguyên tổ chức lễ hội để tạ ơn các thần linh đã phù trợ,
và cầu xin cho mùa lúa sâu nặng hạt trĩu bông. Tiếng chiêng còng vang vọng núi rừng, hòa theo điệu múa nhịp nhàng, tươi sáng, tượng trưng cho sức mạnh và niềm khát khao cuộc sống an bình của người Tây Nguyên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức vũ khúc Tây Nguyên vào hội của dân tộc Mơ Nông do Đoàn Múa Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk biểu diễn. Thank you.
tạm biệt những âm hưởng của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, chúng ta tiếp tục bước vào thế giới đầy màu sắc của dân tộc Chăm với các vũ điệu xinh đẹp, đặc biệt là điệu múa chim công với tiết tấu sôi động để tỏ lòng biết ơn các thần linh quá khứ đã xuống trần qua biểu tượng chim công, trợ giúp người dân trồng trọt và dệt vải. Kính mời quý vị thưởng thức vũ khúc chim công do đoàn múa dân gian Chăm thuộc tỉnh Ninh Thuận, miền Trung Âu Lạc trình diễn. Thank you.
xin cảm tạ quý khán giả đã theo dõi chương trình giới thiệu giai điệu và vũ khúc của một số dân tộc thiểu số từ Âu Lạc, Việt Nam. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư các chương trình âm nhạc dân gian khác trong tương lai. Tiếp theo đây là Trường Chay, Lối Sống Cao Thượng, sau tin đáng chú ý. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's program featuring the music and dances from some ethnic groups of Âu Lạc or Vietnam. Please tune in to Supreme Master Television for more traditional folk music in future broadcasts. Up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, after Noteworthy News. So long for now. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.